Thiệt là thoải mái quá đi. Cuối cùng cũng ra được bên ngoài rồi. Ủa, mẹ của mình đâu rồi? Hả? Hả? À, ở đằng kia. Mẹ ơi, mẹ ơi, con chào đời rồi nè. Ê, cút đi cái thứ bẩn thỉu này. Tao không phải là mẹ của mày. Không, không phải thì làm gì chữa dữ vậy. Chắc đằng này. Mẹ ơi, là con đây. Mày có nhận ra con không? Hả? Cái thứ tạp chủng như mày, ai mà không nhận ra. Và lại tao là rắn bê đê, không có để ra được mày đâu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Vậy ở đây ai là mẹ của tôi? Xin làm ơn lên tiếng đi. Mang nói cho nó biết sự thật đi mọi người, chứ nó ở đây là âm sầm nhức đầu quá đi. Cái gì? Có một sự thật về tôi à? Là sao chứ? Làm ơn nói đi. Được rồi, mẹ của mày cũng giống như bọn tao là một con rắn. Nhưng mụ ta rất là tệ hại và chăm lòn. Mụ ta dám qua lại với lại một sinh vật khác kỳ lạ. Chưa hết, mụ ta còn mang thai rồi để ra cái thứ gớm ghiếc bẩn thỉu như ngươi nữa. Nếu mà ngươi không phiền thì mau chết đi cho nơi này sạch sẽ. Thật đáng ghét. Mấy người thật là khốn nạn. Mấy người đó sao? Mấy người đó sao? Cha mẹ tôi đâu? Cha mẹ tôi đâu? Sao người nó cứng như đá thế này? Khốn kiếp, cha mẹ của mày đã bỏ đi rồi. Mày mau cút khỏi đây đi. Chào mấy bạn. Tôi hôm nay là một con rắn con, vừa mới nở ra thôi thì tôi đã bị những con rắn lớn khác ăn hiếp rồi. Bọn chúng xua đuổi tôi giống như tôi bị bệnh sida vậy. Sau đó tôi cũng thoát được khỏi răng nanh của bọn chúng và chạy thật nhanh. Giờ tôi quyết đi tìm cha mẹ của mình để hỏi rõ mọi sự thật. Trên đường di chuyển rất nhiều ngày, tôi rất đói. Nhưng may mắn tôi thấy rất là nhiều xác của những con khủng long khác. Tôi đã lao tới ăn bọn chúng và cứ tiếp tục như thế, đi mãi, đi mãi. Đau quá, đau quá. Làm ơn tha cho tôi đi. Dừng lại, dừng lại. Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là hai tên người tiền sử cổ đại đang cố gắng phá vỡ một tảng đá khổng lồ. Không lẽ bọn chúng muốn bắt sinh vật nào đó bên trong hay sao? Đập đi, đập mạnh lên, đập cho nó nát ra. Chúng ta sẽ lấy cơ thể của nó về xây nhà, xây cửa. Dừng lại. Lũ người tiền sử độc ác đây, sao thứ gì các ngươi cũng bắt và ăn được hết vậy? Hôm nay ta gặp các ngươi ở đây thì chắc chắn các ngươi cũng không thể nào sống được đâu. Một con rắn à? Hả? Mặc dù tôi rất nhỏ nhưng cơ thể của tôi chắc chắn và cứng cáp một cách kỳ lạ. Những tên người tiền sử này phát hiện ra tôi tấn công bọn chúng. Bọn chúng dùng búa đập vào người của tôi nhưng tôi chẳng xi nhơ gì cả. Cuối cùng tôi đã tấn công bọn chúng, thậm chí ăn luôn thịt của lũ người tiền sử này. Kết quả tôi cảm thấy cơ thể của mình rất no. Gì vậy nè? Sao người của tôi hả? Sao, sao trở thành đá hết rồi? Cảm ơn lúc nãy đã cứu tôi. Hả? Anh là sinh vật gì thế này? Sao kỳ lạ quá vậy? Tôi là một con rắn. Không hiểu sao người của tôi lúc nhỏ rất cứng, và bây giờ khi lớn lên người của tôi lại hó đá như thế này. Thôi, anh đừng có khóc nữa. Chắc có lẽ cha tôi biết anh là ai đó. Nào, chúng ta về nhà của tôi đi. Được, được, chúng ta đi thôi. À đúng rồi, anh nói anh mới lớn. Vậy hồi đó giờ anh có bạn gái chưa? Bạn gái là cái gì? To hay nhỏ, thơm hay thúi vậy? Có ăn được không? Đồ ngu, đồ ăn hại. Không, không phải đâu. Bạn gái là một sinh vật nữ giống tôi đây nè, là yêu thương anh, chăm sóc cho anh, rồi còn để con cho anh nữa đó. Tôi vô tình cứu được một sinh vật cái bằng đá rất kỳ lạ. Cô ấy cũng đã bảo với tôi cha của cô ấy chắc chắn sẽ biết về thân thế của tôi. Thế là tôi theo cô ấy về nhà. Trên đường thì chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui và trải qua rất là nhiều chướng ngại vật. Một khoảng thời gian khá dài cũng trôi qua. Dần dần tôi và cô người đá này tâm đầu ý hợp, xuất hiện một thứ cảm giác gọi là tình yêu trai gái. Anh ơi, cẩn thận đó, em sẽ giúp anh một tí. Cảm ơn bé yêu. Được rồi, anh sẽ lên phía trước coi chúng ta còn chướng ngại vật gì nữa và bao lâu chúng ta sẽ về được nhà của em. Anh ơi, nếu về nhà gặp cha của em, anh có dám nói với ông ấy là anh yêu em, muốn lấy em làm vợ không? Tất nhiên là có rồi. Anh sẽ nói với ông ấy anh yêu em rất nhiều, anh sẽ muốn sống hạnh phúc với em suốt đời. Anh ơi, cẩn thận đó. Anh biết rồi. Chắc có lẽ đây là sinh vật đầu tiên yêu quý bản thân của tôi, tôn trọng tôi và muốn ở cùng tôi, nên khiến cho tôi có một cái cảm giác rất lằng lằng, khác xa hồi đó tới giờ. Do vậy mà cũng làm cho tôi lơ là cái nhiệm vụ chính của mình là đi tìm cha mẹ. Sau một hồi vượt qua được rất nhiều khó khăn, cuối cùng tôi và cô người đá, người yêu của tôi cũng đã tới được nhà của cô ấy. Hay quá, tới rồi, gia đình của em kìa. Nhanh lên, vào trong đó chào hỏi mọi người đi. Con gái ta đã mất tích 1 tháng nay rồi, tại sao các ngươi tìm hoài mà không thấy? Lũ vô dụng này. Trời! Là con gái ta. Nhưng nó đang đi với cái thứ gì vậy? Trời! Ảnh là một con rắn đá đó. Anh đã cứu con. À đúng rồi, con và anh ấy yêu nhau. Trời, cho chúng con lấy nhau nha. Cái gì? Một con rắn đá à? Ta chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật này. Này, tên kia, hãy lại đây. Tôi chào ngài. Tôi và con gái ngài yêu nhau thật sự. Làm ơn đừng chia rẽ chúng tôi. Đúng rồi đó cha. Này rắn đá, cha mẹ của ngươi là ai mà sao ngươi tồn tại với một cái hình hài kỳ quái thế này? Tôi chỉ biết mẹ của mình là một con rắn thôi, còn cha tôi là một loài nào đó khác. Tôi đang trên đường đi tìm cha mẹ của mình thì bắt gặp và cứu lấy con gái của ngài. Cái gì? Mẹ ngươi là một con rắn à? Vậy là đúng rồi, ngươi chính là đứa con lai của tên thuộc hạ ta, một tên người đá, và vợ của hắn là một con rắn mãng xà. Cha của tôi là một người đá hay sao? À đúng rồi, ông biết cha mẹ tôi đang ở đâu không? Làm ơn nói cho tôi đi. Cha mẹ của người khi lấy nhau, tất cả sinh vật đều phản đối. Do đó họ muốn chứng minh tình yêu của mình. Họ quyết định lên một ngọn núi lửa để tiêu diệt những con quỷ nham thạch, chuyên bắt những sinh vật vô tội để ăn thịt. Vậy bây giờ họ sao rồi? Ta cũng không biết nữa. Nhưng mấy tháng trôi qua rồi chưa thấy họ về. Có lẽ họ bị lũ quỷ nham thạch đó cho vào bụng hết rồi. Không được. Tôi phải đi báo thù cho cha mẹ của tôi. Tao phải giết hết lũ quỷ lửa đó. Anh ơi! Tên rắn đá kìa, ngươi định để con gái ta một mình ở đây hay sao? Tôi báo thù cho cha mẹ tôi xong, tôi sẽ về cưới cô ấy. Còn nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ trở nên một kẻ bất hiếu. Thì có xứng đáng làm con rể ông không? Mời đẻ. Được, hay lắm. Nhưng hãy cẩn thận, lũ quỷ nham thạch nó rất mạnh. Nếu ngươi bị thất thế, hãy nhảy xuống dòng nham thạch. Nó có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc nó có thể giết chết ngươi một cách bớt đau đớn. Nghe những lời căn dặn của chúa tể người đá, tôi cũng cấp tốc để lại người yêu của mình và nhanh chóng lên đường, tiến thẳng về ngọn núi lửa được tương truyền là cha mẹ tôi tới đó để diệt lũ quỷ nham thạch. Đi ngày đi đêm, cuối cùng tôi cũng đã tới được nơi. Trời đất ơi, không những có một con, có tới 3-4 con quỷ nham thạch. Bọn chúng vừa to vừa lớn mà còn rất là ghê rợn. Được rồi, đến lúc tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Hả? Nóng quá vậy. Cái gì đây? Ngay cả bọn tao mà cái thứ kỳ lạ này cũng dám đụng à? Chết đi. Này, cậu gì đây? Tỉnh dậy đi. Mình còn sống. Bà là ai? Vợ chồng tôi muốn tiêu diệt lũ quỷ lửa, nhưng bọn chúng mạnh quá nên đã nấp vào trung tâm hang núi lửa và bị mắc kẹt ở đây. Cái gì chứ? Bà là một con rắn mễ xà. Chồng của bà là một người đá đúng không? Hả? Sao cậu biết? Ổng đang bị thương nằm đây nè. Vậy bà có một đứa con, tại sao bà lại đẻ nó ra rồi để nó ở hang ổ của lũ rắn mãng xà bẩn thỉu khốn kiếp mà không mang nó theo chứ? Không được, không được. Nếu mà tôi mang nó theo chắc chắn nó sẽ bị chết mất. Tôi phải để nó lại ở đó. Hả? Nhưng mà tại sao cậu lại biết chuyện đây? Cậu là... Đúng, tôi là con của hai người đây. Lúc đầu tôi ghét hai người lắm. Tôi bị tất cả các sinh vật khác hành hạ, tôi luôn căm hận. Nhưng đến bây giờ tôi hiểu được mọi chuyện. Tôi không còn trách hai người nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tìm cách đi ra. Hả? Nham thạch. Đúng rồi, tôi sẽ dìm mình xuống đó để tăng sức mạnh cho bản thân. Không được. Con sẽ chết đâu. Không được làm như vậy. Không có cách nào khác đâu. Một là chết tại nơi này, hai là cùng nhau ra ngoài và tiêu diệt hết lũ quỷ nham thạch. Con ơi. Con sống. Con sống. Được rồi. Mẹ hãy chuẩn bị tinh thần, hãy dìu cha dậy, chuẩn bị theo sau con. Con sẽ phá vòng quay, tiêu diệt lũ quỷ nham thạch. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Nhưng mà bọn chúng mạnh lắm đó. Con phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Thế là những dòng nham thạch đã thấm vào cái cơ thể đầy đá của tôi, tạo thành một cái hình thể rất đặc biệt. Lúc này người của tôi có thể phóng ra những ngọn lửa vô cùng nóng. Tôi cũng từ miệng núi lửa và nhanh chóng bò ra ngoài khỏi hang. Và lúc này tôi bắt gặp lũ quỷ nham thạch và bắt đầu đối đầu với bọn chúng. Chết đi. Cái gì nữa đây? Hôm nay sao lắm kẻ làm phiền bọn ta thế đây? Hả? Một con rắn nham thạch ta. Thứ bẩn thỉu như lũ quỷ nham thạch chúng mày, chuyên làm hại những sinh vật vô tội khác. Hôm nay tao đại diện cho công lý của tất cả những sinh vật tại thế giới này, xỏ sổ chúng mày, đưa chúng mày xuống địa ngục. Mày dám giết chết bạn trai của tao à? Tao xin nghiền nát mày. Một con, hai con, rồi ba con. Cuối cùng ngọn núi lửa này đã được tôi xóa sạch cái lũ bẩn thỉu và đem lại sự hòa bình cho nơi đây. Sau đó thì tôi cũng cùng cha mẹ của mình quay trở lại thế giới của người đá, để tôi có thể đám cưới lấy con gái của chúa tể người đá làm vợ, và chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc sau đó. Đến đây là toàn bộ nội dung giải trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.